Nghe kém hay mất khả năng nghe không chỉ là bệnh lý xảy ra ở trẻ nhỏ mà ở đối tượng người lớn trưởng thành, hiện tượng điếc đột ngột hay giảm chức năng nghe cũng thường diễn ra. Nguyên nhân của chúng thường là do siêu vi trùng, phản ứng phụ của thuốc, làm việc trong môi trường tiếng ồn, stress kéo dài, quá trình lão hóa và nhiều nguyên nhân khác. Khó mà có thể kể hết, một ngày nào đó chúng ta không thể nghe âm thanh xung quanh, nguy cơ mất việc làm, không thể học tập, cách biệt thế giới xung quanh, đó là những gì có thể tiên lượng trước. Tuy nhiên, trên thực tế đã có không ít trường hợp, với sự nỗ lực không ngừng của người bệnh và gia đình, những tiến bộ của y học đã giúp cho họ tìm lại được âm thanh cuộc sống, sống trọn vẹn như mọi người và thành đạt trong cuộc sống. Đây là Nguyễn Kim Ngân, một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ, hiện đang đảm nhận vị trí marketing của một công ty thời trang Hàn Quốc. Xinh đẹp, năng động, vậy nhưng ít ai biết rằng Kim Ngân và gia đình đã từng trải qua giai đoạn khó khăn tưởng chừng như thất vọng khi cô bị mất thính lực khi còn là học sinh trung học cơ sở. Năm học lớp 9, Kim Ngân mất thính lực hoàn toàn, máy trợ thính khi này không còn mang lại hiệu quả. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, cuối cùng gia đình cô đã được các chuyên gia của trung tâm trợ thính Cát Tường tư vấn cấy điện cực ốc tai. Em phát hiện nghe kém thì lúc ấy đã bắt đầu vào lớp 6. Và khi đó thì em thì ban đầu thì gia đình cứ nghĩ là em chỉ là lơ đãng. Kiểu mọi người nói mà em không nghe tiếng, em không phản ứng gì. Thì cho đến gần cuối lớp 6 thì mọi người đều nói nhiều mà hỏi em thì em đều không nghe được ấy. Thì mọi người mới đưa em đi khám và kiểm tra thì phát hiện em bị nghe kém. Thì được giới thiệu đến trung tâm trợ thính Cát Tường, mọi người mới tư vấn và đo tai. Thì mẹ biết em bị suy giảm khả năng nghe. Thì khi đó em bắt đầu đeo máy trợ thính bằng một tai. Thì nghe dần đến tầm 8, lớp 9 thì khả năng của em, nghe của em giảm rất là nhanh. Đến lớp 9 thì em đeo cả hai tai. Khi mà bố mẹ em được biết đến một phương pháp thì cái chữa được khả năng nghe của em ấy, thì bố mẹ em đã tìm hiểu và đến trung tâm tư vấn Cát Tường thì để tìm hiểu rõ về phương pháp như thế. Thì được bố mẹ em thì được bác Thụy với cả cô Vân ấy, thì giới thiệu tư vấn thì đấy là phương pháp cấy điện cực ốc tai. Cấy điện cực ốc tai là một giải pháp tối ưu, chúng dành cho trường hợp điếc sâu hoặc vừa, hoặc khi máy trợ thính chưa đáp ứng đủ nhu cầu, giúp tìm lại được khả năng nghe rõ như bình thường. Đã có rất nhiều trường hợp như Kim Ngân, nhờ những tiến bộ y học này, họ đã có thể nghe rõ, thành công trong công việc và thành đạt trong cuộc sống. Ở Hà Nội và trên cả nước hiện nay, trung tâm trợ thính Cát Tường được đánh giá có hoạt động có quy mô chuyên sâu nhất trong lĩnh vực trợ thính, và hiện nay là đại diện chính thức tại Việt Nam của hãng máy trợ thính lớn nhất trên thế giới Cochlear. Nhìn lại nhiều năm về trước, các gia đình ở Việt Nam khi có người thân bị khiếm thính thường gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu thông tin cũng như vô vàn trở ngại khi phải sang các nước cấy điện cực ốc tai. Công việc này giờ đây đã gỡ bỏ nhiều khó khăn hơn khi các hãng trợ thính tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức và có thể thực hiện phẫu thuật tại Việt Nam theo các tiêu chuẩn quốc tế. Thì sau khi cấy điện cực ốc tai thì khả năng nghe giao tiếp của em được cải thiện rất nhiều, bởi vì em có thể tự tin hơn mà không cảm thấy mặc cảm khi giao tiếp nữa. Để em cũng được khi em sau khi em cấy thì em được các chuyên gia về điện cực ốc tai ở trợ thính Cát Tường cũng tư vấn rất nhiều các phương pháp để giúp em phục hồi khả năng nghe của mình. Sẽ không có gì có thể so sánh nổi niềm hạnh phúc khi chúng ta, con cái chúng ta nghe rõ được âm thanh, có thể tiếp tục học tập, theo đuổi sự nghiệp hay đơn giản chỉ là thưởng thức trọn vẹn những khoảnh khắc thời gian bên gia đình. Đó là những giá trị lớn lao hơn cả tiền bạc, bởi chúng là tương lai hạnh phúc của một con người và cả gia đình.